Sáng nay 24 tháng 9 tại thị trấn Chợ Mới, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình đường kênh Long Điền AB. Đồng chí Lê Văn Nừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành tỉnh, huyện và đại diện các địa phương có dự án đi qua. Công trình đường kênh Long Điền AB là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang và 105 năm thành lập huyện Chợ Mới. Công trình đường kênh Long Điền AB được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt đầu tư với tổng mức vốn là 499 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Công trình có chiều dài toàn tuyến là 27,2 km và các đoạn nhánh đấu nối trên 3,5 km. Điểm đầu đường giáp đường tỉnh 946 tại vị trí đấu nối đường dẫn cầu Dầm Cống - Quà An, điểm cuối tuyến giáp đường Nguyễn Hữu Cảnh, bề rộng mặt đường 7m, trong đó đoạn thị trấn Chợ Mới mặt đường 16m. Công trình đường kênh Long Điền AB do liên doanh ba đơn vị trúng thầu chính gồm công ty xây dựng Đê Kè và Phát triển Nông thôn Hải Dương, tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, công ty cổ phần xây dựng số 12 và hai đơn vị thầu phụ, công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ thủy lợi thực hiện. Thời gian thi công là 24 tháng, hoàn thành, đưa vào sử dụng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy ghi nhận và biểu dương chủ đầu tư và các sở ngành địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực giải quyết nhanh các thủ tục về đầu tư xây dựng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng tuyến đường kênh Long Điền AB có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối, rút ngắn thời gian vận chuyển từ trung tâm hành chính huyện Chợ Mới đến cầu Dầm Cống và thành phố Long Xuyên, từng bước hoàn thiện một phần cơ sở hạ tầng giao thông đường tỉnh, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, gắn kết mạng lưới giao thông của huyện với mạng lưới giao thông của tỉnh, đảm bảo tính liên thông, liên vùng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thị Minh Thúy yêu cầu các sở ngành địa phương có công trình đi qua tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tối đa, đảm bảo an ninh trật tự để dự án được thi công đúng tiến độ. Đối với các nhà thầu thi công, lưu ý trong quá trình thiết kế, giám sát cần tuân thủ các quy định về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cũng như tiêu chuẩn quy trình, quy phạm kỹ thuật, đảm bảo chất lượng an toàn lao động và vệ sinh môi trường, đảm bảo đúng theo kế hoạch đề ra.